Dàn sao về nhà đi con đồng loạt tưởng nhớ nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũ nhân ngày đặc biệt. Bảo Thanh, Bảo Hân, Quang Anh xuất xa tưởng nhớ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng nhân kỷ niệm 2 năm đồng máy bộ phim về nhà đi con. Mới đây trên trang cá nhân Facebook của mình, Bảo Thanh đăng lại loạt ảnh khoảnh khắc kỷ niệm 2 năm đồng máy bộ phim về nhà đi con, kèm theo chia sẻ xúc động. Hôm nay Facebook nhắc lại ngày này năm xưa, 19 tháng 6, 2019, Học toàn về nhà đi con, ngồi lướt lướt xem lại ảnh suýt khóc. Quãng thời gian đẹp tuyệt vời, nhờ bố, bố Hoàng Dũng ơi, dưới bài đăng của Bảo Thanh, nhiều thành viên của đoàn phim cũng như không giấu được sự xúc động. Diễn viên trẻ Quang Anh để lại bình luận, vừa vui vừa buồn bà ạ. À. Diễn viên Hà Hương chia sẻ, nhờ bố thật em ạ. À. Diễn viên Ngân Quỳnh, người đóng vai vợ của cố nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng bồi hồi, nhớ nhiều lắm. Ngoài ra, nhiều khán giả cũng để lại bình luận nhớ thương nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, người đã ra đi mãi mãi để lại bao nhiêu tiếc nuối cho khán giả. Chưa bao giờ nghị chú đã đi xa khi một ai nhắc tới chuyện buồn này. Thương bố Hoàng Dũng, người phán xử. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng qua đời vào ngày 14 tháng 2 năm 2021 sau thời gian dài âm thầm chiến đấu với bệnh tật. Lúc sinh thời, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được rất nhiều diễn viên yêu mến, kính trọng sự ra đi quá đột ngột của nam nghệ sĩ đã khiến rất nhiều sao Việt đau đớn, xót xa. Về nhà đi con là một trong những bộ phim thành công nhất của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng lúc riêng thời.